Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, ngày 4 tháng 12, Công an thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận đối tượng Trần Thanh Phúc sinh năm 2000, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp ra đầu thú về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 25 tháng 10, đối tượng Phúc do không có bằng lái xe ô tô nên đã dùng giấy phép lái xe ô tô giả để đến cơ sở thuê xe tại xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh để thuê một xe ô tô biển kiểm soát thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý với giá 1,5 triệu đồng, sau đó đem bán cho người khác với số tiền là 80 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Cao Lãnh đã xác định chiếc xe ô tô nói trên đang ở tỉnh Quảng Ngãi nên đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Ngãi thu hồi xe. Hiện công an thành phố Cao Lãnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Phúc để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.